Kho báu thật sao? Ở đâu bạn có tấm bản đồ này? Từ từ để mình kể. Ba mẹ đi công tác, con ở nhà ngoan nha. Ba mẹ xuống mua quà cho con. Ba mẹ cứ đi công tác miết. Sau này mình lớn, mình cũng sẽ đi công tác, cho ba mẹ nhớ mình luôn. Mình về phòng thôi xúc xích. Chắc chắn đây là bản đồ cất giấu kho báu của ba mẹ. Mình phải tìm ra nó thôi. Nhưng mà làm như vậy có được không? Ba mẹ lúc nào cũng nói đi làm để lo cho mình. Kho báu này sớm muộn cũng là của mình, đúng không? Cha cha cha, kho báu à, chắc là quý giá lắm đây. Ê, vậy các bạn chia nhau tìm giúp mình nha. Ừ. Tìm khắp nơi rồi mà không có. Chú cô, bạn có bảo bối nào tìm kho báu cho nhanh hơn được không? Có ngay. Mũi tên kho báu. Trời, sao bạn có bảo bối mà không lấy ra cho nhanh? Làm nãy giờ tụi mình tìm muốn đuối luôn. Thì mấy bạn có hỏi đâu, chứ lại đi tìm kho báu mà dễ dàng quá, mất vui. Trời, cứ đi theo mũi tên thì sẽ tìm được kho báu thôi. Đây là phần ngủ của ba mẹ mình mà. Kho báu trong cái két sắt này, nhưng nó có mật mã. Để mình thử coi. Có thể là ngày sinh của mẹ hoặc là ba. À, mật mã không đúng. Vui lòng thử lại còn hai lần. Nè, mật mã không đúng. Vui lòng thử lại còn một lần. Sao đều không đúng vậy tao? Chỉ còn một lần nữa thôi. À, hay là bạn thử ngày sinh nhật của bạn đi tao. Mật mã chính xác. Quang hô, mở được rồi. Ai đang lấy kho báu kìa? Lấy được kho báu mà không tốn chút sức nào. Mình giỏi quá ta. Lại là bọn chúng. Mũi tên kho báu đuổi theo. Bọn chúng kìa, trả lại kho báu cho ta. À, con chó ngốc nghếch này. Bọn chúng. Ôi à, ôi à, đau quá. Ôi à. Không biết kho báu có gì ta. Hồi hộp quá à. Chắc là vàng bạc hay đá quý gì ha. Đây là... Ủa, kho báu là một cuốn album hình hả? Có cuốn album hình mà ta tưởng kho báu gì quý giá, làm tốn công sức vô ích không à. Kho báu của loài người thật kỳ lạ, không hiểu nổi. Đau quá. Ba mẹ về rồi đây. Dạ, con đã tìm ra kho báu của ba mẹ rồi à. Nhưng trong đây chỉ toàn là hình của con. Biết con ở nhà một mình sẽ chán, nên ba mẹ nghĩ ra trò này để con được vui vẻ. Với lại ba mẹ muốn con hiểu, con chính là kho báu quý giá nhất của ba mẹ đó. Ba mẹ cũng là kho báu của con. Con yêu ba.